Để có thành tựu khiến người Việt Nam tự hào trên đất Angola, Quang Linh Vlog đã có hành trình đầy khó khăn mà không phải ai cũng biết. Sinh năm 1997 tại Nghệ An, khi vừa tốt nghiệp phổ thông anh đi xuất khẩu lao động sang Angola, đặt chân đến trời Phi, phải làm nhiều công việc tay chân. Lo ăn từng bữa, làm phụ xây, tích lũy chút vốn mở xưởng đá nhỏ rồi xưởng bị đóng cửa bởi dịch Covid-19, không đủ tiền về nước anh ở lại thực hiện chuyến về thăm bạn ở Bãi Lan Đô, nơi xa xôi nghèo nhất Angola, không sợ khổ. Chẳng ngại khó, anh cùng các bạn tổ chức phát gạo nhu yếu phẩm cho bà con, thường xuyên tổ chức nấu những món ăn thuần Việt cho người dân và trẻ em tại Bãi Lan Đô. Thưởng thức, người dân nghèo khó không có nước phải dùng nước bẩn, anh thực hiện ước mơ chở máy móc khoan giếng giúp người dân có nước, nông nghiệp không có người dân thiếu điều kiện, anh hướng dẫn họ trồng rau quả Việt Nam, trồng đúng cách thu hoạch và chế biến thành đồ ăn, sự giản dị, chân thực. Kênh YouTube của anh đạt được nút vàng chỉ sau 1 năm với 1 triệu người đăng ký, hiện tại gần 4 triệu người đăng ký. Hỗ trợ người dân làm nông nghiệp, ủng hộ lương thực, cung cấp nước sạch, xây nhà, sửa trường miễn phí, giúp đỡ trẻ em nghèo đến lớp tại đất nước Angola xa xôi. Góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của đất và người Việt Nam ở trời Phi, không ai khác anh chính là Quang Linh Vlog, Phạm Quang Linh.